thấm nhuần lời dạy của Bác: đảng mạnh là do chi bộ tốt là do đảng viên tốt. Mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là đảng được mạnh thêm một phần. Bằng những giải pháp cụ thể cùng với sự quyết tâm cao, chi bộ khu phố 6, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một đã xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt nhằm tăng cường niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Để xây dựng hiệu quả mô hình chi bộ 4 tốt dựa trên các tiêu chí thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, cán bộ đảng viên tốt, chi bộ khu phố 6, phường Phú Hòa đã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và thế mạnh của từng đảng viên để họp bàn thống nhất giao trách nhiệm cụ thể cho từng đảng viên thực hiện, đồng thời bám sát địa bàn, thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành tốt các quy định của nhà nước, động viên nhân dân phát huy các hình thức tự quản, làm tròn nghĩa vụ công dân, xây dựng khu phố văn hóa sáng, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn. Trước tiên là các đồng chí trong cấp ủy và từ các đồng chí trong cấp ủy sẽ lan tỏa đến các đồng chí đảng viên trong chi bộ, và thông qua các đồng chí đảng viên trong chi bộ thì nó lan tỏa cái sự đồng thuận đến bà con nhân dân trong khu phố. Sau một thời gian thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt, hoạt động của chi bộ khu phố 6, phường Phú Hòa ngày càng đi vào nề nếp, nhận thức của từng đảng viên được nâng lên, từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân, mô hình không gian văn hóa Bác Hồ tại văn phòng khu phố 6 đã góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng. Tôi cố gắng rèn luyện và làm việc theo Bác, học tập là sống cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, để đưa phong trào của chi hội người cao tuổi mà tôi được chi bộ phân công ngày càng lớn mạnh, và bản thân tôi cũng cố gắng ngày càng hoàn thiện và rèn luyện để trở thành ra một đảng viên vốn tốt. Sau khi em tham quan cái không gian văn hóa Bác Hồ này thì là lịch sử nó ùa về trong đầu em, cũng như nhớ lại những công ơn của Bác, và cũng như cảm thấy được cái sự kỳ vọng của Bác dành cho cái tuổi trẻ của tụi em, thì em nhận thức được cái trách nhiệm, cái sự nỗ lực cần cố gắng hơn ở trong học tập, và cũng khiến tụi em là ý thức được cái trách nhiệm trong cái việc mà góp phần phát triển đất nước. Chi bộ là gốc rễ của đảng ở trong quần chúng, chi bộ trong sạch vững mạnh thì mọi chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đều được thi hành đúng đủ, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Do đó, xây dựng chi bộ 4 tốt là yêu cầu tất yếu, khách quan, là chìa khóa đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.